Thật kỳ lạ thay, trong tánh của các pháp hoàn toàn không có những việc vì báng, chửi mắng, mạn nhục, làm hại, nhưng do hữu tình vọng tưởng phân biệt cho là thật có, nên tạo ra nghiệp ác phiền não, đời hiện tại, đương lai, chịu các khổ não. Đại Bồ Tát ấy đem căn lành này bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là Đại Bồ Tát An Trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, gồm cả An Nhẫn Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa dõng mãnh tinh tấn, giảng nói chánh pháp cho các hữu tình, để họ trụ vào Bồ Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc khiến họ trụ vào bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc khiến an trụ vào các công đức khác, Đại Bồ Tát ấy thành tựu những phương tiện thiện xảo, thân tâm tinh tấn, dùng sức thần thông đi đến chỗ các hữu tình ở một thế giới, hoặc 10, 100 cho đến vô lượng vô biên thế giới để giảng nói chánh pháp, dùng phương tiện giáo hóa khiến họ trụ vào quả dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán, hoặc khiến họ an trụ vào độc giác Bồ Đề, hoặc khiến họ chứng đắc trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát ấy mặc dù làm việc này nhưng không trụ vào cảnh giới hữu vi, cũng không trụ vào cảnh giới vô vi, lại đem căn lành tinh tấn này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là Đại Bồ Tát An Trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, gồm cả tinh tấn Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa ngoài định của chư Phật ra, đối với thắng định của tất cả thanh văn độc giác, Bồ Tát đều tự do xuất nhập tùy ý. Đại Bồ Tát ấy an trụ vào thắng định tự tại của Bồ Tát, đối với tám giải thoát đều có thể tự tại mà xuất nhập thuận nghịch. Nghĩa là có sắc quán các sắc giải thoát cho đến diệt tưởng thọ giải thoát. Đại Bồ Tát ấy lại đối với chín định thứ đệ, hoặc nghịch hoặc thuận đều vào ra tự tại, đó là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, định diệt tưởng thọ. Đối với tám giải thoát chín định thứ đệ, Đại Bồ Tát ấy thuận nghịch xuất nhập đã thành thục hoàn toàn rồi, có thể vào sư tử tần thân tam ma địa của Đại Bồ Tát. Thế nào gọi là sư tử tần thân tam ma địa của Đại Bồ Tát? Nghĩa là Đại Bồ Tát lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự, tuần tự cho đến vượt qua tất cả phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nhập vào định diệt tưởng thọ, lại ra khỏi định diệt tưởng thọ, vào lại định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tuần tự cho đến nhập vào sơ tịnh lự, đó là sư tử tần thân tam ma địa của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát ấy, đối với sư tử tần thân tam ma địa đã thành thục hoàn hảo rồi, lại nhào